Hello anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Sĩ Z. Nếu anh em xem cái vít hôm qua thì anh thấy mình bị lag như thế nào. Nhưng mà mình không hề cố ý bị lag như thế luôn ý. Thật sự luôn ý. Chắc là do chơi TFT nhiều quá rồi. Cái game ăn ghép. Sao cái pha cuối sao mình không xử lý được nhỉ? Để nghĩ lại vẫn thấy rất là đau đớn. Tướng đẹp, đồ đẹp. Xử lý nó cứ lắc. Không biết chuẩn bị con gì tiếp theo anh em ơi. Thật sự. Hai. Cái thế nhỉ? Bị chán à luôn. Ninh. Một cái gì này bạn ơi. Ôi bạn ơi. Ôi thôi thôi bạn ơi. Mình chạy luôn bây giờ. Sợ quá bạn ơi. Đừng làm những chuyện đáng sợ vậy bạn ơi. Sợ gặp bạn này lắm anh em ơi. Này đi ấy. Tiếp thật. May mắn thôi anh em ơi, mong là mình vẫn may mắn giữ được chuỗi thắng ấy. Trận đánh gì nhỉ? Hay quá trận thú rồi. Bây giờ nghĩ em thấy tiếc cái trận thú ấy anh em ơi. Lát ấy nhỉ, rút kinh nghiệm. Thật là buồn. Điểm giây phát 3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 29, 28, 27. BOT phát, bụp, ok, thua luôn. Tí tế không trúng rat nhỉ, cay thế nhỉ. Tưởng sợ bạn này với cùng mình thua bạn khác ạ. Mấy đến giờ cũng chưa hoàn hồn cái pha vườn trận trước. Đã thua rồi cho thua luôn anh em ơi. Chơi chắc đã thua. Gặp hai bạn này lại thắng rồi. Mong là thua. Ôi lại thắng rồi. Trừ khi con long này ulti chết đôi xong rồi. Ô được. Chơi chắc đã thua đâu. Ui không được. Yếu quá một con long. Ăn thua. Bạn này đã có cường trượng Reha nữa thì ngon. Hồi lại một đống máu. Thế đại chuỗi thắng chuỗi thua chập chờn rồi anh em ơi. Không có chuỗi gì rồi. Chuỗi pha đấy mình bỏ hết bọn Noman này đi cũng tiếc. Noman mình khỏe. Thắng thua chập chờn à. Thế trận này sẽ không có đồ đẹp đâu. Trận này đấu lại xấu xấu này thôi. Xấu xấu bẩn bẩn này thôi. Cái này sẽ chơi thú à. Cung à. Cái gì rồi nhỉ? Rồi, trận này nghiêm túc vậy. Trận trước cợt nhạc quá. Shiba. Cháu đánh hắc ám anh em ơi. Đồ này sẽ đánh hắc ám. Thêm ngọc đại nữa. Xin thêm ngọc đại. Tức gì có ngọc đại. Trong chuyện này có vẻ chưa rõ ràng thắng thua gì đâu anh em ơi. Chắc phải dùng một tí kỹ năng rồi. Nếu mình có kỹ năng.
Ok. Xử lý thế nào bây giờ? Bây giờ đánh thú hay đánh hắc ám nhỉ? Đánh hắc ám vẫn được, mình vẫn muốn đánh hắc ám hơn. Stop không phải trending. Nghe trận thú rồi cay. Cay. Cay tí nhỉ. Hay đánh thú nhỉ anh em, làm lại trận thú. Để xem ra tướng gì trước nhá. Nếu mà ra teo trước hay ra na cót trước thì mình sẽ cân nhắc. Ra rồng thì kệ. Rồng mà không có thương thì kệ thôi. Trừ khi ra na cót trước thì mình sẽ chơi na cót. Tại đồ này đánh na cót được. Mãi gì nhỉ? Nonozuka đấy các bạn mà mình bảo đấy. Ôi trời ơi, Noman. Ước gì từ liên quân ra thêm một vài hệ nữa đánh đầu game nhỉ? Chứ đổ game mạng đánh Noman thôi. Chẳng hệ nào khác. Cung à? Cung mới khó. Cung à? Cung à? Cung khó nhỉ? Cung thì sao? Cung thì mình cần đối thủ, mình cần truy hồn nữa. Giờ này cũng chưa có voi nữa. Cho đánh hắc ám thì đánh hắc ám gì hắc ám trợ thủ à? Đồ khá là dị. Trừ khi ra một ngọc đại khi mình vẫn đánh hắc ám nguyên tố bán thần tiếp. Chuỗi thằng chuỗi tôi chụp trời quá trả chuỗi gì cả. Không, chuỗi này tí late game dễ đi lắm anh em. Anh em cũng chưa lộ bài đánh gì, chưa ai lộ bài đánh gì. Hai. Thôi không. Sách thánh này nhiều mana này rồi không đánh Yon được. Yon chứ đâm đi đâm đầu chỗ chết thôi. Không được. Khá là đánh thú anh em ơi. Nó không ra na cót mà không ra voi này dễ phải đánh thú. Xin đôi. Ok. Nacot rồi. 12 con Nacot nữa, vẫn chơi được. Có voi, 11 con voi nữa. Có khả năng chơi được anh em ơi. Một con voi, lên được con voi 2 là yên tâm liền. Nacot. Ba đồ này cho Nacot hợp mà anh em. Nó không phải là hợp kiểu siêu hợp nhưng mà vẫn đủ để đánh. Đủ để đánh là được rồi. Thế là chúng ta sẽ đánh hắc ám. Hắc ám gì thì chưa biết. Có voi này. Tự săn bộ quỷ. Video này mình muốn giữ lại anh em ơi, mình sẽ để Amelie bay đi. Floor mình có ấy rồi, floor mình có đồ này rồi.
tạm thời đấy này đã nhá, anh chưa biết phải xử lý pha này thế nào. À cái trận này có thể rồng được, rồng đồ này, Nakot hai đồ này, chỉ rồng hai đồ này luôn được. Lại Nonozuka Shinozuke Vio ulti phát rất là đần. Sao Garena nó vẫn không cố tình để cái con Garena vẫn cố tình để con ấy như thế anh em ơi, vẫn cố tình để con Vio nó đần đần ngu ngu đần đần như thế. Tức thì nó đẩy con Vio nó ulti mấy quả ok hơn một tí là con Vio này sẽ rất là một con khỏe luôn. Thành tiếp đi, có voi mà anh em ơi. Cho voi đi. Cho voi hơi đần, con Vio đi. Khó bán thần. Bán thần thì ra trận này không? Bán thần à? Chính con voi. What the fuck? Cái quá anh em ơi. Ôi ôi. Cảm xúc không thể nào diễn tả. Diễn tả kiểu gì? Không hiểu kiểu gì nữa. Trời ơi các bạn ơi, những cái pha như thế được nhỉ? Sao có thể những pha như thế được nhỉ? Không biết nói gì hơn. Tôi không biết nói gì hơn. Trời ơi sao có những pha mang nỗi sầu bi thảm. Trận này mình có hai sách thánh rồi, chắc mình sẽ không đánh bán thần anh em. Nguyên tố hắc ám hoặc là hắc ám trận thủ gì đó, nhưng mà voi 2 này chắc là nguyên tố hắc ám. Nakot không ulti được luôn kìa anh em. Ôi những nỗi sầu bi thảm. Tôi hôm nay đành chắc lệ buồn. Tôi buồn quá. Bán thần ơi. Sách thánh này, sách thánh này cho con rồng nốt anh em ơi. Nhưng mà tí nữa này hai AT sẽ rất là phế. Nốt mấy vòng nữa. Rồi tôi teo luôn. Một con Chrissy về rồi mong. Ừ, Chrissy mình cho mình bay đi à, mày không lấy được về à? Cay nhỉ. Chết thương phát nào. Thiệt đâu bất ngờ. Để bắt trường theo. Nhà con vẫn không đủ ulti kìa anh em ơi. Nó tí nữa mình bỏ con floor đi, mình cho cái đồ 40 mana của con floor sang cho con ấy. Nhà trợ thủ counter floor. Biết đâu bất ngờ. Ai trợ thủ? Mình đánh nguyên tố với bạn này, nguyên tố à? Mình chưa đánh nguyên tố đâu, mình đánh con voi. Mình cần nguyên tố đấy anh em ơi. Cần một tí đồ tanh đấy. Cần một tí nguyên tố đấy. Chưa tài đâu, bán thần bỏ đi. Không chơi bán thần đâu, nhiều sách thánh lắm, không chơi bán thần. Chưa tài đâu các bạn ơi. Chưa tài đâu. Chưa tài đâu. Chưa tài đâu. Chưa tài đâu. Luôn quên. Ok, 4 hắc, 2 voi. Nào lên con voi 3 thôi. Không chơi bán thần thì chơi gì nhỉ? Nguyên tố hắc ám thợ săn quỷ. À không, không nguyên tố được. Nguyên voi hắc ám thợ săn quỷ.
chơi được. Hên xui. Nakot mình đang hơi cùn. Nakot mình mỗi sách thánh này thôi, nó không ăn thua, nó không multi được. Voi mình thì cũng không multi được. Khéo mình ném cái sách thánh của Nakot sang cho con voi anh em ơi. Nhất cho con voi nó multi được còn hơn. Hơn là không con nào multi được. Hào thủ này. Khoáng lại. Check phát thương nhá. Mong là không ai để thương bắt đáy. Hai thương, ôi giời ơi. Ba thương bên này. Này nhá. Nhiều thương để dòng giữa thôi. Nhà có này chắc cũng chưa chơi được. Ô Nonuka mình xiên đôi này. Trả thù cho một bạn nào. Một bạn nào vừa nãy mình cũng xiên đôi mình, cay dã man. Không nhớ loại nào. Nhưng mà có bạn nào vừa nãy xin đôi mình trả thù anh em ơi. Phục thù. Phục thù tại bạn này vậy, không nhớ bạn nào bạn ấy xin đôi mình. Cay qua của đấy không trích, kịp trích thương gì. Mới kịp mua mấy con tướng phát quay xuống, đã thấy chết rồi. Chắc này chắc lên được voi 3 này. Trích hồn nhé. Cho rồng nhỉ. Cho rồng ấy, cho này cho rồng luôn à. Này à. Cho con rồng nó còn thổi luôn anh em. Keo 2. Thôi chúng ta không đánh keo được anh em. Được gì 2 chứ keo 2 thì thôi. Chút phát nào, một cái thương để đâu nhỉ, một cái thương bắt này. 2 thương bắt bên này, 3 thương bắt bên này. 4 thương bắt bên này, 5 thương bắt bên này. Thế để con rồng ở đây. Rồi đôi con rồng mình chết một cách lãng xẹt. Không có đủ tanh anh em ơi. Vấn đề nữa là không đủ tanh. Đâu thấy những sơ hở đấy anh em ơi. Anh phải lên con voi 3 sớm đấy. Phải là lên một con voi 3 sớm đấy. Thì biết đánh gì. Có gì thêm không nhỉ? PC à? Mình bán sướng teo kia đi rồi. Thôi để tạm này nhé, cho con voi là kích được thêm nguyên tố vậy. Mình kích gì kích tạm nguyên tố con voi. Nakot thì khả năng lên. Mình muốn lên con voi 3 cơ. Có ai đổi thương lại giết mình không? Bọn này đổi thương lại giết mình này. Rồng thổi đẹp này. Rồi, phen 2, căng đét. Căng đét. Chưa tài đâu. Chưa tài đâu. Chưa tài đâu, nhưng mà mình cũng sắp thua rồi. Rồng này nhục thương quá, chưa chắc đã chơi được. Để rồng giữa thì cũng hơi yếu sức mạnh. Nó có thì không multi được. Chưa tài đâu. Cần con Azenka nhở. Tài rồi đấy. Tài hơn một tí rồi đấy. Không lấy teo, nhất quyết không lấy con teo anh em ơi. Không chơi teo. Dòng thổi một phát nữa em. Hai phát ok. Uy tín thôi. Dính truy hồn là con thổi vãi là nhái nó vẫn cân được ạ. Con hai nó cân điên thế. Cân điêu à? Cân điêu à bạn? Bạn cân hơi điêu nhá. Cần hai con voi em ơi. Bắt hết bà đi. Cảm mình. Nakot. Nhưng con Nakot được không nhỉ? Ba con Nakot hơi khó. Lên một tướng nữa tìm con cát vậy. Muốn tìm con voi. Bạn này sắp đi, bạn này đi cho mình con cát cho mình được voi này.
chờ tí cho này đi. Cần một con voi ấy. Cần con voi, cần con thên. Cho thêm con thên nữa. Tăng sao. Cần con cát nhất, bởi vì bây giờ con Nacot mình đang ủn quá, không ti được sách thánh này không đủ thì con Nacot mình không ti. Cần ngọc đại. Xin ngọc đại nữa. Ngọc đại xin xin ngọc đại thì mình sẽ ném đồ này sang cho Nacot à. Nacot hai sách thánh à. Kỳ quá ta. Kỳ quá ta, đánh gì nhỉ? 37 máu, 37 máu ở trong cờ liên quân đi nhanh lắm anh em ơi. Hai thầy không sao. Đúng lắm thì. À, cần con Azenka hơn đấy. 32 lên luôn không? 32 trừ đi bằng 48 à? 8 không đủ. Cần con cát này đấy anh em. Dòng đi. Cần con cát này mới tài được anh em ơi. Bây giờ mình sẽ cho một cái này cho voi, một đồ cho phun. Thì vòng cát 2 đi anh em ơi. Không sống được đâu. Mình nói thật. Không sống được đâu. Azenka bay cũng được, cho con cát ở lại cũng được. Hoặc con cát bay đi thì làm gì tùy cũng được. Phải có con cát 2 mới sống được anh em. Không, nó không tài đâu. Di ulti phát em. Ulti phát đẹp vào. Sống đấy. Chưa tài đâu bạn ơi. Bạn chưa tài đâu. Nhảy. Tưởng con cát mình nó biến hình đi đâu rồi. Hai vòng nữa mình lên nhé. Hai vòng nữa mình lên 9 nhé. Đấy 9 trong quái nhỉ. Con floor này vào làm gì đâu. Cán xử đi cũng được. Có không cần lên 9 nữa thì mình cho con voi cũng được. Đưa thủ đi. Chắc cái mình cần đấy. Thế tìm voi 3 luôn thôi. À một thẻ tăng sao cho con kia rồi nhỉ. Tìm đây dễ tìm voi hơn anh. Chơi cờ lên 9 vội thôi. Ra không tiếc không nhỉ. Azenka cờ lên 2 đấy, vì trận này mình nguyên tố mà. Cắt con Zil. Ok không cho con kia bay. Rồng thổi được luôn. Ok chết hết. Phải là chết hết. Mong cắt nhảy được. Rồng thổi được tiếp phát nữa. Ê rồng trận này gánh quá. Rồng mình trận gánh trận này quá. Cứu mình mấy pha. Chưa lên voi. Phải lên voi nữa. Bởi hơn voi. Bạn này đi không? Đó một bạn đi 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 cho mình con voi đi. Đây rồi một bạn đi rồi. Nhưng bạn này có voi không? 6 con voi vẫn chưa. Vẫn chưa nhiều đâu. Vẫn chưa nhiều đâu. Để luôn đi chờ đợi điều gì nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vàng lên bán hết 3 này đi. Cần con voi. Đây tầm này là 35% con voi là nhiều nhiều voi nhất rồi. Còn gì còn gì nhiều voi hơn. Lên 9 bây giờ cũng chả làm gì. Lên 9 mình mua thêm con thêm thôi mà. Nhưng mà bây giờ cũng đang chưa cần thiết anh em. Bây giờ cần con voi hơn. 35% voi là 35% ra tướng 3 vàng hết cỡ rồi. Rồi con thê này xử lý hết mình rồi. Con cát mình nhảy được anh em ơi. Không sao đâu, nhảy được. Nhảy được. Rồi ăn choáng. Chắc cần phải choi không nhỉ. Mà có voi mà, có voi thì đánh choi cũng phí. May có con cát 2 là cứu. Nacot phế quá, chuyện mình cứ biết trận này Nacot sẽ gánh. Nacot lại là con phế ạ. Phế điên. Phế điên. Đây, một con nữa. Trách phát cho các bạn ấy để con cát ở đâu.
Đấy, bắt được con cát này liền. Rồi, mà con cát đấy đã bắt mình rồi. Mình bắt được nó, bạn đấy cũng bắt được mình. Chém sâu lên, chém, cũng chém đến kia rồi. Rồi, may quá chết luôn. Chẳng tìm thêm một con voi đã bắt đầu nhiều voi rồi anh em ơi. Đây rồi. Voi lên 9 anh em ơi, có thêm rồi. Ta sẽ cho thêm bay. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không được vội, không được vội. Pha này không được vội. Cho thêm một cái đồ 20 mana bay. Xong rồi vuốt hung tàn kia cho con này. Mình sẽ cho con Azenka bay trước nhé. Rồi mình cho vuốt hung tàn cho con này. Không được vội đâu anh em ơi, pha này vội chết đấy. Nhưng mà cũng cần vội, bởi vì mình mà chậm là cũng chết đấy. Thằng bố. Hay là một con thiên hai hoặc là một con voi thổi vòi. Ê nhưng mà 12 con voi nó lại dễ lên voi. Nó dễ mình có khi mình roll được 3 con voi hơn là mình roll được mấy con thiên nữa anh em ơi. Có khi lên thiên hai luôn anh em ơi, xong rồi chơi thiên nữa. Thế nó mới điên. Thế mới điên được, thế mới tài đấy. Phải vậy mới tài đấy. Ôi vậy còn thế này nữa. Thì đây còn thêm một con pháp sư nữa, mới tạm thời chưa biết con gì. Thế mới tài đấy. Thêm điên, ok cho thêm điên luôn. Azenka. Này đi. Thế này đủ điên chưa nhỉ? Thế nó ít đồ ta. Sao nhỉ? Rồi thổi được góc kia luôn. Con thên bên kia thì cũng điên điên. Vừa vừa. Ăn choáng này. Con voi mình không đủ ấy anh em ơi. Chưa đủ đồ. Chưa đủ đồ cho voi. Voi cũng chưa ấy được. Con cát nhảy được. Chém ra cùng chiến này. Nhảy được phát nữa này. Nhảy được phát nữa đấy. Ok, rồng này bây giờ không cần nữa đâu. Rồng lên nữa, chết. Đây mình cần tiền, mình cần đi tìm con ấy em. Cần đi tìm con thêm cần. Truy hồn không? Truy hồn. Hay kết được. Liều không nhỉ? Thôi truy hồn. Hay kết cho con thêm nó bổ cho điên. Bây giờ tìm được con voi nữa là tài. Điên đi. Cái hồn nó thêm. Mình không cần lên 2 đâu, mình thôi kệ mua về. Ra voi chưa ra voi, sắp ra voi. Thế hai cũng điên đấy. Cũng gọi là điên đấy. Cần con voi em ơi. Mày xếp tướng để chơi các bạn ấy nữa. Mình chưa trách pha mấy bạn kia đâu. Chưa trách thương, chưa trách gì mấy bạn kia đâu. Phải vàng đấy, phải một bạn đi rồi. Chỉ trách một bạn thôi. Tài liền. Không đủ tiền. Bán đi ly đi. Nhưng mà thôi, phát cuối nhá, dây cuối. Bây giờ à, thì ra mày chọn cái chết. Con cát này. Con cát này phải chơi với mình. Không được đi đâu hết. Con Narcot này nó phải chui vào đây. Ok. Nó sẽ chui vào đấy đấy. Không chạy ở chỗ khác đâu. Chưa tài. Chưa tài đâu. Mày mình đây đi. Này uy tín rồi anh em ơi. Không chạy được. Không thể nào mà chạy được. Chạy đi đâu. Để mình để con cát xuống góc kia cũng được. Dòng mình truy hồn góc này thêm. Ô chết rồi, dòng mình thổi được một phát thôi kìa, chết rồi.
biết thế không cho con Volcat vào kia, à, không cho con, không cho con, cho con gì ở kia nữa. Truy hồn, ăn một phát truy hồn, chết luôn. Quên mất không cho con Nacot nó chui vào chỗ con rồng mình được. Chứ cho con Nacot chui vào đấy là mình cũng hơi hơi cam go đấy. Thế mình đẩy con, để con này ra kia. Thế con, mà thế con Nacot mình bị ulti lệch à? Đấy là một với cả con Thên mình, khi mình để con Thên ra đây không? Có khi mình để con... Ôi thôi đi rồi! Những cái pha nó rất là lòng xlòng hoàng. Ông bà già, trời ơi, mất cả con Lily 2 rồi. Có những cái pha của nợ thế nhở? Lỗi tí em ấy, lỗi nặng ấy, nhảy. Má mất cả con Lily à, em ơi. Ừ, nhở mình đã mua cái con sót tướng cuối rồi mà mất. Đâu không chơi cờ em ấy, cũng không còn những lời gì bảo chữa cho việc rồi. Kiếm đâu ma pháp nghị viện lại bây giờ. Đùa. Em ơi, nhục nhã quá anh em ơi. Em xóa kênh ấy. Xóa kênh thôi. Trời ơi, những cái pha như này. Kênh thôi. Để thiếu ngọc đại nhá, ngọc đại cho con rồng nữa. Còn ném hai đồ kia cho con Thên của Nacot. Ném ném cho Nacot đi. Bạn này cũng không có kỳ thủ Nacot. Chơi rồng với mình à, counter mình à. Thên 2 đúng không? Thên này đồ gì? Thên này đồ dở thôi. Cát này, ơ cát này đồ lệch con Thên nhỉ. Xong cho răng cho con Thên. Cũng chẳng cứu được. Vô phương cứu chữa em, à cần đối với voi. Cần tí đối với voi ấy. Ngọc đại, ok. Cho voi đi. Cho voi đi. Rồi. Cho voi. Con cá. Cho Thên. Tầm này thì hết đi được. À, Thên bà, mày chọn chết à? Quên mất mình cho con cá sang bên này chơi Thên kia. Quên đấy. Thên bà này bổ cũng điên đấy. Nhảy con cá thôi. Hay nhảy đấy. Hay là nhảy đấy. Thên bà bên kia bổ điên phết nhưng mà còn không không nhiều đam bằng Thên mình luôn này. Thên bà cái đồ gì không biết, chắc đồ fake. Đồ fake, còn thêm ba thú nữa nhé. Thêm ba thú đồ fake mà không khỏe bằng con Thên 2 của mình, đồ chuẩn à? Đồ không chuẩn lắm đâu nhưng mà đồ cũng được. Lỗi quá em, quả lỗi con Lily, lỗi chán. Ôi mình đây là kết thúc rồi. Bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh. Thế thôi, hết video rồi, bye bye.